Chào quý bà con, cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Phương Vlog. Hiện tại Phương đang có mặt tại chùa Sóc Sâu, được còn gọi cái tên là chùa Nokochum, của thuộc xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Vấp, tỉnh Kiên Giang. Ngôi chùa được xây dựng với những kiến trúc hoa văn rất là độc đáo luôn cả nhà. Đây chính là hình ảnh trước cổng chùa. Đi vào cái cổng chùa được xây dựng bởi hai bên cột cờ, nhìn màu sắc hoa văn rất là đẹp luôn. Bây giờ Phương xin mời quý cô chú và anh chị chúng ta hãy cùng vào bên trong để xem kiến trúc của ngôi chùa, cũng như là nắm thông tin thêm về chiếc ghe ngò mới của chùa Sóc Sâu. Đợt này sẽ hạ thủy vào ngày nào và có đi tham gia tại giải lễ hội Ốc Bốc Sóc Trăng năm 2024 hay không? Thì bây giờ Phương xin mời quý bà cô bác và anh chị chúng ta hãy cùng vào bên trong ạ. Đường đi vào hai bên cổng, hai bên trồng những cây sao và với những cây cột cờ đầy màu sắc, nhìn rất là đẹp luôn cả nhà. Và đây chính là ngôi nhà truyền thống các nhà, ngôi nhà truyền thống trưng bày những cổ vật của đồng bào ta ngày xưa các nhà. Xin mời quý cô bác anh chị chúng ta cùng xem nha. Đây là những chiếc xuồng của ngày xưa các nhà. Đây mấy mấy chính. Còn đây là cây cài này các nhà. Cây cài này ngày xưa chú bà con nông dân mình sử dụng cây cài này để dùng trâu để cài ải phơi đất trước khi làm ruộng các nhà. Đây là cây trục dùng để trục bằng phẳng mảnh đất trước khi bà con mình xả lúa. Còn đây là cái thân của cái ghế nhổ mạ cả nhà. Ngày xưa là chúng ta làm ruộng là không có cấy cả nhà, ấy không có xạ như bây giờ nữa nha, mà chúng ta sẽ xạ mạ, sau đó sẽ nhổ mạ và đem cấy. Và đây là cái ghế gọi là cái ghế nhổ mạ cả nhà. Đây là xe bò của ngày xưa cả nhà. Còn lại những cổ vật rất là quý giá luôn cả nhà. Cây liềm dùng để cắt lúa cả nhà. Đây là cái cối xây bột, cối xây bột, rồi cái dây cối giả tiêu. Đây là cái xà nen này cả nhà. Xà nen ngày xưa bà con mình dùng cái xà nen này để xúc cá lâm châm, cá lồng gồng rồi đó. Cái lọt, cái xịa dùng để sấy lúa này nha. Đây là mấy cây nọc, ngày xưa dùng cây nọc này để cấy lúa đó cả nhà. Bây giờ thì Phương xin mời quý cô bác anh chị chúng ta hãy cùng ra cái khu vực mà để trưng bày chiếc ghe ngò này cả nhà. Phật cao quá nha. Ngôi sà la thẳng phía bên kia cầu cờ nhìn vô đó chính là cái ngôi chánh điện các nhà. Đây ngôi chánh điện các nhà. Ngôi chánh điện này thì dường như được tu bổ và sửa chữa lại và được tổ chức lễ ký chế xi ma vào năm 2005 hay là 2006 gì đó các nhà. Cùng với những nét hoa văn độc đáo của ngôi chùa thì phong trào thể dục thể thao của chùa Sóc Sâu cũng khá nổi bật. Ở trong đó có cái môn gọi thể thao đó là đua ghe ngò cả nhà. Dường như thì hàng năm ghe ngò của chùa Sóc Sâu cũng là một trong những chiếc ghe được đánh giá là mạnh nhất của huyện Gò Vấp tham gia cái lễ hội Ốc Bốc năm 2000 để tham gia các lễ hội Ốc Bốc của các năm cả nhà. Và đây là một chiếc ghe ngò
vừa mới hoàn thành cả nhà. Đây là chiếc ghe con mới luôn nha, mới hòa đã đóng mới hoàn toàn và đã được lên hoa văn rồi cả nhà ơi. Dự kiến là ghe ngò của chùa Sóc Sâu chúng ta sẽ năm 2024, lễ hội Ốc Bóc năm 2024 này thì dự kiến là nghe được thông tin là ghe ngò chùa Sóc Sâu chúng ta sẽ tham gia tại Sóc Trăng cả nhà. Nhưng mà đến thời điểm này thì cũng chưa chính xác được thông tin, là không biết là các vận động viên cũng như là ghe ngò chùa Sóc Sâu có tham gia cái lễ hội Ốc Bóc năm 2024 tại Sóc Trăng hay không. Đây là chiếc ghe ngò mới luôn nha cả nhà, mới đóng hoàn toàn. Và Phương cũng nhận được thông tin từ một người anh, mình lúc nãy thì ảnh cho hay thì xe sẽ ghe ngò này sẽ được hạ thủy và tập vợt sau lễ Delta cả nhà. Và ghe chùa Sóc Sâu của chúng ta sẽ tham gia lễ hội Ốc Bóc năm 2024 tại Sóc Trăng luôn nha cả nhà. Đây là tên ghe cả nhà. Chùa Nọc Chôm Băng Môn. Đây là tên của chùa mình cả nhà, tên ghe của chùa mình nha. Nọc Chôm Băng Môn. Nhìn chiếc ghe quá trời đẹp luôn cả nhà. Những nét hoa văn rất là sắc sảo nè. Rồi cái nhìn cái khung ghe nhìn rất là đẹp luôn, rất là cân đối, nhìn thấy rất là hấp dẫn luôn. Thì còn cái tốc độ ghe đi như thế nào, rồi các vận động viên chúng ta tập vợt ra sao, thì sau cái lễ Sen Delta này Phương sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến quý cô chú anh chị gần xa mình. Có lẽ năm nay thì ghe ngò chùa Sóc Sâu chúng ta sẽ không tham gia cái lễ Ốc Bóc năm 2024 của Kiên Giang, bởi vì hàng năm thì ghe ngò của Sóc Sâu đã đạt được các ở thứ hạng rất là cao trong các lễ hội hàng năm của Kiên Giang. Thì năm nay chùa Sóc Sâu sẽ đại diện cho Kiên Giang để tham gia cái lễ hội Ốc Bóc tại Sóc Trăng. Đây là những cái ghe trước đây cả nhà, những chiếc ghe đã tham gia các trận đấu ở lễ hội trước đây. Vì là chùa Sóc Sâu chúng ta có 3 chiếc ghe cả nhà. Đây là những chiếc ghe cũ mà lễ hội Ốc Bóc năm 2023 đội ghe của Sóc Sâu đã xuất sắc giành chức vô địch và giải nhì ở cự ly 800m nam và 1200m nam luôn cả nhà. Ở mùa giải năm 2023 thì đội ghe ngò của Sóc Sâu chúng ta đã giành được rất là nhiều thứ hạng cao ở mùa giải năm đó, cũng như là các mùa giải năm trước cả nhà. Ghe ngò Sóc Sâu có thể nói là một trong những đội có thể đánh giá là mạnh nhất. Đây chính là chiếc ghe ngò đã hoàn thành, một chiếc ghe ngò hoàn toàn mới, chuẩn bị xuất quân ở trận đấu đầu tiên của chiếc ghe ngò này, đó là tại đấu trường lễ hội Ốc Bóc năm 2024 của Sóc Trăng, một giải đấu khu vực, một giải đấu có thể nói là lớn cả nhà. Và năm nay chiếc ghe ngò này sẽ đại diện cho Kiên Giang để tham gia và chinh phục cái giải đấu lễ hội Ốc Bóc năm 2024 tại Sóc Trăng. Chúng ta hãy hy vọng và chờ xem ghe ngò của chùa Sóc Sâu sẽ mang lại vinh quang, sẽ mang lại thành tích thật là cao cho huyện Gò Quao nói chung, cũng như là ghe ngò tỉnh Kiên Giang chúng ta nói riêng cả nhà.
chiếc ghe cà hâu nè cả nhà, ghe để trưng bày ở các lễ hội ống bóc đó cả nhà. Năm nay thì ghe này cũng sẽ để em được đi trưng bày tại tỉnh Sóc Trăng cùng với chiếc cây ngon luôn cả nhà. Nhìn rất là đẹp cả nhà, nhìn chiếc ghe rất là đẹp, đóng nhìn hoa văn rất là bắt mắt luôn nè.